Phút thứ 45, Karim Benzema nhận trách nhiệm thực hiện quả 11m trước đối thủ Al Ahly tại FIFA Club World Cup. Nếu như anh thành công, đội nhà sẽ san bằng cách biệt và sẽ khởi điểm hiệp 2 với một thế trận chủ động hơn. Thế rồi, đội trưởng của Al Ittihad đã không thể hiện tình huống nền tảng đó. Đội bóng của anh sau cùng để thua trước đối thủ tới từ Ai Cập phía bên kia với tỷ số 1-3. Benzema có bàn thắng cuối cùng, một khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng là chẳng đủ để đưa đại diện thành Jeddah bước tiếp gặp những đối trọng sừng sỏ hơn. Đó là một tình huống tiêu biểu cho một giai đoạn tương đối khó khăn của Karim Benzema khi đặt chân đến miền đất Ả Rập với tiền tài. Một siêu tiền đạo từng trở nên vô đối tại lễ trao giải quả bóng vàng 2022 nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch cùng với tập thể này. Ngay cả khi so sánh với Cristiano Ronaldo, giai đoạn mà huyền thoại người Bồ Đào Nha mới chuyển đến sau một thời kỳ mưa gió bão bùng, số 9 của Hoàng gia có phần kém hơn nữa. Đúng là không dễ để tạo nên khác biệt ở một vùng đất hoàn toàn mới, dù cho nhân tố của đẳng cấp khủng khiếp như thế nào. Một cầu thủ đến với Al Ittihad với đẳng cấp đương kim quả bóng vàng, nhưng khả năng cao sẽ phải chứng kiến đội nhà trở thành cựu vương sau một mùa giải thống trị. Có điều, nếu đó là Ronaldo, dám cá rằng anh bảy sẽ nhận về muôn vàn những lời chỉ trích khác nhau, dù rằng mặt báo đó, những người xem đó chưa chắc đã theo dõi hành trình lịch sử của huyền thoại tuổi 38. Ngay sau mùa giải cuối cùng trong màu áo của đội bóng áo trắng Hoàng gia, chính xác là sau buổi chia tay đẫm nước mắt, Benzema đã sẵn sàng cho một hành trình mới trong chương tiếp theo của sự nghiệp. Rời xa lục địa già, số 9 dạt sang Trung Đông theo tiếng gọi của CR7 để sắm vai biểu tượng mới của đương kim vô địch Saudi League Al Ittihad. Sở hữu mức lương trên lý thuyết lên tới 172 triệu bảng, tức là không kém là bao so với CR7. Có thể thấy ban lãnh đạo của đội bóng này đánh giá cao đương kim quả bóng vàng như thế nào sau những mùa giải vừa rồi. Vị thế của Benzema sẽ là đấng cứu thế, là người sẽ tạo nên cảm hứng để đội nhà giành được những chiến thắng. Quả thực thì ngay ở trong những lượt trận đầu tiên, King Karim đã trình diễn đẳng cấp tại Arab Cup. Tuy nhiên thì đội bóng phải dừng bước sớm trước Al Hilal ở tứ kết, một giải đấu mà sau đó Ronaldo cùng với những người đồng đội đã trở thành nhà vô địch. Khởi điểm với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Saudi Pro League, Benzema có được 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, cho đến khi họ lại tiếp tục bị Al Hilal đả bại với tỷ số 3-4. Lúc này thì những vấn đề bắt đầu nảy sinh. Từ lùm xùm phòng thay đồ với huấn luyện viên Nuno Espirito Santo cho đến chất lượng thi đấu bất ổn. Đến khi cựu huấn luyện viên của Tottenham bay ghế sau trận đấu tại AFC Champions League đầu tháng 11, tình hình sau đó cũng chỉ lác đác những trận đấu nổi bật của người đội trưởng mới. Benzema thiết lập cú hat-trick ấn tượng trong trận đấu với Abha để chào mừng ông thầy cũ bị trảm. Tưởng như mọi chuyện sẽ chuyển sang một sắc hồng mơ mộng thì họ lại ngay lập tức trở về mặt đất với trận hòa trước Al Ettifaq với tỷ số 1-1. Lượt trận thứ 16 qua đi, Al Ittihad hiện đang tạm đứng ở vị trí thứ 5 với 28 điểm trong tay, kém ngôi đầu của Al Hilal tới 19 điểm. Điều đó có nghĩa là họ chắc chắn trở thành cựu vương, chứ chẳng thể nào có một diễn biến bất ngờ khác xảy ra được cả. Những chỉ trích hướng về Benzema vẫn xuất hiện, nhưng nó hiển nhiên là không thể nhiều bằng người đã chấp nhận đánh đổi, lĩnh ấn tiên phong, mở đường tại Saudi League. Nếu như Ronaldo bị cho là gây tác động ở phòng thay đồ, khiến huấn luyện viên bị sa thải, thử đoán xem những tựa đề sẽ như thế nào hướng về phía anh. Chẳng nói đâu xa, lời chia tay của Rudy Garcia diễn ra vào tháng 4 đã tạo nên những sự hả hê vô nghĩa ở đâu đó. Họ cho rằng vì Ronaldo, 7 huấn luyện viên đã mất việc trong 4 năm anh thi đấu vừa qua, và rằng Ronaldo là cừu đen trong phòng thay đồ của Man United, nên đội bóng này mới thi đấu tốt như vậy kể từ khi anh ra đi. Rồi, cừu đen giữ chưa? Nhìn đoàn quân của Ten Hag thời điểm này thì chắc những lời đó cũng bớt đi nhiều rồi. Thành tích của Al Ittihad kể từ khi Benzema đến cũng đang cho thấy những tín hiệu lạc nhịp đi. Khán giả đương nhiên hiểu rằng mùa giải năm nay, 4 đội bóng hàng đầu được hưởng ngân sách của Quỹ Đầu tư Công Ả Rập PIF, nó khiến cho Saudi League trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều. Nhưng mà đội bóng thành Jeddah thì chi tiêu cũng có kém ai đâu. 121 triệu euro được đem vào thị trường chuyển nhượng, có sự xuất hiện của những sao số bao gồm Fabinho, N'Golo Kante, Luis Felipe và đương nhiên là cả Karim Benzema nữa. Một siêu đội hình được tạo ra, thế chỗ cho những cầu thủ đang ở vị thế nhà đương kim vô địch mùa trước. Rồi thì mọi thứ đi chạch quỹ đạo ngay từ đầu, từ những vấn đề trong phòng thay đồ cho đến cách vận hành đội bóng. Nếu như Ronaldo là nhân vật chính trong câu chuyện này, thì cứ chắc chắn sẽ là chuyện bé xé ra to thôi. Chẳng hạn như là trong thời điểm Karim Benzema nhận danh hiệu quả bóng vàng năm 2022, báo chí chỉ ra là CR7 không chúc mừng người đồng đội của mình. Chỉ từ một diễn biến đó, hàng loạt những nhan đề tự biên ra mối hiềm khích giữa hai người đồng đội này khi xưa. Rồi thì Ronaldo đã cướp ánh hào quang của King Karim như thế nào trước đây, sự hy sinh của cầu thủ người Pháp, tất cả những áng văn hùng hồn nhất có thể, để rồi CR7 chẳng thèm quan tâm,
anh cứ miệt mài chinh phục thêm những kỷ lục chưa từng có trong làng túc cầu, gồng gánh những người đồng đội tiến tới từng chiến thắng một. Để rồi trong lễ ra mắt Al Ittihad, Benzema đã nhắc đến Ronaldo theo cách rất nể nang. Al Ittihad là một thử thách mới cho tôi. Đây là một giải đấu tốt và có nhiều những cầu thủ giỏi. Cristiano Ronaldo đã ở đây. Anh ấy là một người bạn và đã cho thấy Ả Rập Saudi đang bắt đầu tiến về phía trước. Còn tôi ở đây để giành chiến thắng như đã làm tại châu Âu. Saudi League là một giải đấu không thiếu gì về tiền bạc cả. Nhưng đổi lại thì đây là một môi trường có văn hóa khác, khí hậu khác và còn rất nhiều thứ mà một cầu thủ châu Âu cần phải thích nghi. Không chỉ Benzema gặp khó khăn mà tại Al Ittihad thì cầu thủ trẻ Jota đang đứng trước viễn cảnh bị cắt hợp đồng khi cả mùa anh còn chưa có lần ra sân chính thức nào. Ở Al Nassr thì Sadio Mane cũng gặp những vấn đề về sự ổn định. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra với Alex Telles và Seko Fofana. Tại Al Ahly thì Roberto Firmino đang có phong độ rất tệ vào tháng 11 này. Rồi thì cựu sao Juventus là Mary Demiro cũng liên tục trở thành báo thủ, khiến cho anh rất khó để cạnh tranh vị trí chính thức. Sang đến Ả Rập, nơi đây là một chân trời khác, một nơi nhiều cơ hội nhưng đồng thời những cầu thủ dù ở đẳng cấp hàng đầu cũng sẽ phải đối diện với những thách thức. Những trường hợp thích nghi siêu nhanh thì dễ nhận thấy tại Al Hilal khi mà đội bóng này đang thẳng tưng tiến đến cuộc đua vô địch. Bono, Koulibaly, Ruben Neves, Mitrovic, Savic, Malcolm đều cho thấy là họ rất phù hợp để sát cánh cùng với nhau, tỏa sáng tại đấu trường này. Nhưng tất cả những sự thay đổi đó, một cuộc cách mạng của bóng đá Ả Rập Saudi chỉ đến khi mà Ronaldo đặt chân tới đây trở thành người tiên phong mà thôi. Anh thì đã quá quen đối mặt với những thách thức. 38 tuổi thì đã sao, CR7 vẫn đốn hạ từng mảnh lưới mà anh băng qua chẳng một chút vấn vương. Mùa giải này thậm chí còn chứng kiến những sự thanh xuân, những tuyệt tác để đời của chân sút mọi thời đại. Đến mức mà anh đã sang đến Ả Rập thì với 50 bàn thắng ghi được trong năm dương lịch 2023, CR7 vẫn được so sánh với những Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane về tầm ảnh hưởng. Một chút những biến động trong sự nghiệp, và rồi thì Ronaldo đã vượt qua nó, như biết bao lần khác mà anh đã làm trước đây. Dù là khán giả của thế hệ trước hay thời đại mới, huyền thoại người Bồ Đào Nha vẫn có thể đem lại những nguồn cảm hứng như thế. Dù đây là châu Âu hay Ả Rập, màn ăn mừng quen thuộc vẫn xuất hiện sau những bàn thắng tiếp theo. Người ta buộc lòng phải đếm từng ngày khi mà từng màn so tài trôi qua, một cột mốc lịch sử mới lại đang được người đội trưởng của Al Nassr thiết lập nên. Và nếu hành trình của Ronaldo từng bị chê là sang giải dưỡng già để cày chỉ số, thì Karim Benzema, người đồng đội chí cốt của anh lại đang là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Anh cũng đâu có kém về chức vô địch châu Âu, cũng đã được tận hưởng muôn vàn hào quang của đời cầu thủ. Nhưng tại sao thành công chưa thể tới dễ dàng được? Lý do thì đã quá rõ ràng, vì Saudi Pro League không dễ như người ta tưởng, và vì Cristiano Ronaldo vẫn quá đẳng cấp ở tuổi 38, chỉ có đơn giản như thế thôi.